Vâng, chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với livestream của nhà sành Lucy. Ngày hôm nay thì nhà sành Lucy sẽ giới thiệu đến quý anh chị các sản phẩm áo polo đồng giá là 200k trên một sản phẩm bất kỳ và đã bao gồm thì ship trên toàn quốc. Quý anh chị chúng ta ưng mã nào xin vui lòng liên hệ qua Zalo số điện thoại 0337 707 398 để nhà sành Lucy tư vấn và hỗ trợ đặt hàng cho mình. Thời gian làm việc của nhà sành Lucy là từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa, buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14 giờ cho đến 23 giờ tối. Và không để quý anh chị chúng ta phải đợi lâu nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với sản phẩm đầu tiên trong buổi live ngày hôm nay. Và vâng, sản phẩm đầu tiên là giới thiệu đến quý chị sẽ là một thiết kế áo polo với tông màu đỏ và sẽ có họa tiết kẻ ngang với tông màu xanh than ở trước ngực, mã A 758, chiều dài là 66, ngang là 50 và vai sẽ là 42, size M cho quý chị chúng ta từ 60 đến 65kg. Quý chị có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Đây là một cái thiết kế rất là trẻ trung năng động để các bác có thể sử dụng trong mùa hè năm nay. Mã của sản phẩm này sẽ là A 758 và đây sẽ là một thiết kế chính hãng của nhà Uniqlo, một sản phẩm áo với độ mới còn rất là cao, chất liệu cốt tông thấm hút mồ hôi rất là tốt. Bác nào yêu thích sản phẩm này có thể là liên hệ chốt đơn với nhà sành Lucy. Chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo, một chiếc áo polo với tông màu xanh ngọc. Và em này sẽ là một sản phẩm suông trơn đơn giản, rất là dễ để cho quý chị chúng ta sử dụng và sản phẩm của mình cũng rất là trẻ trung và cũng không kém phần là nhã nhặn lịch sự để các bác có thể lựa chọn em này mình mặc đi chơi đi làm. Mã của sản phẩm là A 759, chiều dài là 68, ngang là 52 và vai sẽ là 42 cm, size M cho quý chị chúng ta từ 60 đến 65kg. Các bác có thể sử dụng sản phẩm này, mã A 759 này, cũng với cái chất liệu cốt tông lên form dáng chuẩn chỉnh và độ thấm hút mồ hôi cũng rất là tốt cho mình. Chúng ta cùng đến với một sản phẩm tiếp theo, một chiếc áo với tông màu xanh than. Đây cũng là một trong những cái tông màu được quý chị chúng ta sử dụng rất là nhiều. Mã của sản phẩm là A 760, chiều dài là 66, ngang là 52 và vai là 42. Em này có size M cho các bác chúng ta xung quanh 60 đến 65kg mình có thể sử dụng. Mà đằng sau thì sẽ có cho mình một cái họa tiết hình in này, hình in chất lượng in còn rất là mới nên là quý chị chúng ta cũng yên tâm chúng ta sử dụng một chiếc áo chính hãng đến từ thương hiệu Uniqlo với mã của sản phẩm là A760, chất liệu rất là mát nên là các bác yên tâm sử dụng trong mùa hè năm nay. Và sản phẩm tiếp theo thì nhà sành Lucy giới thiệu đến quý chị sẽ là một thiết kế áo polo với tông màu ghi. Em này sẽ có cho mình cái cổ áo cũng như là cái viền ở đây, nó sẽ là cái tông màu đen này. Ở trong cái sản phẩm của mình nó rất là nhã nhặn. Mã sẽ là A761, chiều dài là 61, ngang là 52 và vai sẽ là 43. Size S cho các bác chúng ta xung quanh khoảng 60kg thì quý chị có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Một thiết kế dành cho bác nào yêu thích cái phong cách tối giản và cái chất liệu của mình rất là mềm mịn, mặc lên thoáng mát dễ chịu để các bác chúng ta sử dụng em này, chúng ta mặc đi chơi đi làm nó cũng rất là nhã nhặn lịch sự luôn. Mã A761. Và sản phẩm tiếp theo chúng ta cùng đến với một thiết kế với tông màu xanh ngọc. Em này sẽ là một sản phẩm chính hãng của nhà Spending, tem mác đầy đủ rõ ràng, mã A762, chiều dài sẽ là 65, ngang là 45 và vai là 40, size S cho các bác chúng ta từ 55 đến 60kg. Quý chị có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Bên trên áo này sẽ có một cái túi nhỏ và bên trên túi sẽ thêu cái tên của thương hiệu Spending ở bên trên luôn. Form dáng zoom rất là dễ mặc dễ dùng, chất liệu vải lại rất là mềm mịn này, các bác yên tâm mặc em này trong mùa hè hết sức hợp lý luôn. Chất liệu vải rất là mát và độ thấm hút mồ hôi cũng rất là tốt, mã A762. Các sản phẩm tiếp theo chúng ta cùng đến với một thiết kế áo với tông màu đen và cái họa tiết của mình sẽ là họa tiết kẻ ô vuông, một con áo của nhà Valentino. Đây là một thương hiệu chuyên làm về các cái dòng sản phẩm mà mang hơi hướng phong cách của Ý này, để quý chị có thể là quan sát kỹ một chút cái sản phẩm này. Một cái thiết kế cũng rất là đẹp với cái độ mới cũng còn rất là cao. Và với cái tông màu đen này thì các bác yên tâm là phối đồ cực kỳ dễ dàng cho mình, một sản phẩm nhã nhặn lịch sự và cũng không kém phần là trẻ trung năng động để các bác chúng ta lựa mình mặc đi chơi đi làm. Mã của em này sẽ là A763. Mọi thông số nhà sành Lucy sẽ ghi lại ở phía bên tay trái màn hình để cho quý chị chúng ta tiện theo dõi và các bác có thể lựa chọn ra những cái sản phẩm sao cho nó thật là vừa vặn với cái số đo của cơ thể. Và chúng ta cùng đến với một thiết kế tiếp theo thì đây sẽ là một con áo với tông màu xanh than. Lại gần một chút cho quý chị chúng ta coi kỹ được cái tông màu của sản phẩm. Mã của em này sẽ là A764, chiều dài là 64, ngang là 49 và vai là 41, size M cho quý chị chúng ta từ 60 đến 65kg. Các bác có thể sử dụng cho mình cái sản phẩm này. Chất liệu vải thể thao này, chất liệu cực kỳ mềm mịn với độ thấm hút mồ hôi cũng rất là tốt để cho quý chị chúng ta sử dụng em này trong mùa hè năm nay. Và chúng ta cùng đến với một thiết kế tiếp theo, một con áo với cái tông màu đỏ và họa tiết của mình sẽ là họa tiết kẻ ngang, một chiếc áo rất là trẻ trung năng động. Và sản phẩm này sẽ có mã là A765, chiều dài là 71, ngang là 42 và vai là 39, size M cho quý chị chúng ta từ 60 đến 65kg. Các bác có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Form dáng của em này sẽ là một cái form dáng tương đối ôm nên là bác nào muốn mặc gọn gàng chúng ta có thể sử dụng cái sản phẩm này luôn. Tông màu đỏ rất là nổi bật để các bác có thể dùng trong mùa hè năm nay, mã A765.
Và sản phẩm tiếp theo chúng ta cùng đến với một thiết kế áo với tông màu đen. Bác nào mà yêu thích những cái màu sắc đơn giản, tối giản thì chúng ta có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Một thiết kế suông trơn đơn giản đến từ thương hiệu Dunlop. Bên trên này sẽ là cái phần tem mác của thương hiệu mã A766, chiều dài là 72, ngang là 55, size L cho quý anh chị chúng ta có cân nặng từ 65 đến 70kg. Quý anh chị có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Form dáng suông rất là dễ mặc, dễ dùng. Bên trên ngực áo chúng ta có một cái thiết kế hình chữ thêu này. Những cái thiết kế như này các bác yên tâm là cực kỳ bền cho mình luôn. Tông màu đen như này các bác có thể là phối đồ với tất cả các thể loại trang phục quần áo khác nhau. Form dáng suông mã A766. Và sản phẩm tiếp theo chúng ta cùng đến với một thiết kế với tông màu ghi. Đây cũng là cái tông màu mặc lên rất là trẻ trung và cũng rất là dễ để cho quý chị chúng ta phối đồ. Ngực áo có cho mình một cái túi vuông nhỏ và em này sẽ có họa tiết kiểu kẻ caro này. Mã của mình sẽ là A767, chiều dài là 66,5, ngang là 51 và vai là 44, size M. Cho các bác chúng ta có cân nặng xung quanh 60-65kg, mình có thể lựa cho em này một thiết kế đến từ thương hiệu Closy. Và độ mới của em này cũng còn rất là cao. Bác nào đang tìm kiếm những cái sản phẩm đơn giản basic, các bác hoàn toàn có thể sử dụng cho mình cái sản phẩm này. Rồi chúng ta sẽ đến với một thiết kế tiếp theo, một em áo với tông màu xanh than và nó sẽ là có họa tiết kẻ ngang. Sản phẩm này độ mới cũng còn rất là cao luôn. Một thiết kế của nhà Michiko London, mã của mình là A768, chiều dài là 61, ngang là 51 và vai sẽ là 44,5. Một thiết kế rất là đẹp với cái form dáng suông. Em này sẽ là cái phong cách nó rất là năng động, trẻ trung này và cũng không kém phần là lịch sự nhã nhặn luôn, nên là các bác có thể lựa chọn em này chúng ta mặc hàng ngày cũng như là mình mặc đi chơi đi làm đều cũng rất là ok. Và mã của sản phẩm là A768, chất liệu mềm mịn thoáng mát, rất là thích hợp để cho quý chị chúng ta sử dụng trong mùa hè năm nay. Và chúng ta cùng đến với một sản phẩm tiếp theo. Em này sẽ là một thiết kế chính hãng của thương hiệu Dunlop. Bên trên ngực áo chúng ta có một phần thêu tên và thêu tên của thương hiệu đó. Và mã của sản phẩm sẽ là A769, chiều dài là 65, ngang là 50 và vai là 44, size S cho quý chị chúng ta xung quanh 60kg. Các bác có thể sử dụng cho mình cái sản phẩm này. Em này đặc biệt ở một chỗ là cái phần cổ áo của mình sẽ là có thiết kế khóa kéo này. Với cái thiết kế như này rất là dễ để cho quý chị chúng ta sử dụng. Và mã sản phẩm sẽ là A769. Bác nào yêu thích sản phẩm này có thể là liên hệ chốt đơn với nhà Sainosi. Và chúng ta cùng đến với một thiết kế tiếp theo, một con áo với tông màu xanh than. Đây sẽ là một cái thiết kế suông trơn đơn giản. Cho bác nào yêu thích cái phong cách tối giản thì mình có thể lựa chọn cái sản phẩm này. Mã A770, chiều dài là 68,5, ngang sẽ là 57 và vai sẽ là 49. Một sản phẩm thích hợp cho quý chị chúng ta có cân nặng từ 65-70kg, các bác có thể lựa chọn em này. Đây là một thiết kế của nhà Uniqlo. Với cái chất liệu của mình cũng là cái chất liệu vải thể thao, mặc mùa hè rất là mát và độ thấm hút mồ hôi cũng rất là tốt. Em này các bác có thể mặc hàng ngày cũng như là mặc đi chơi đi làm, bởi cái thiết kế của nó rất là đơn giản, cơ bản và cũng không kém phần là lịch sự nhã nhặn cho mình. Mã A770, tông màu xanh than, dễ để cho quý chị chúng ta phối đồ. Và chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo, một con áo với tông màu cam. Cho bác nào yêu thích những cái màu sắc nổi bật một chút, chúng ta có thể sử dụng em này. Mã của mình là A771, chiều dài là 65, ngang là 51 và vai là 44, size S cho các bác chúng ta xung quanh 60kg, mình có thể sử dụng cái sản phẩm này rồi. Một thiết kế rất là đẹp mắt đến từ thương hiệu Convert, và đằng sau thì sẽ là các cái thiết kế hình in để quý chị có thể thấy cái hình in của nó rất là đẹp và cái chất lượng in cũng còn rất là đảm bảo cho quý chị luôn. Chất liệu của mình sẽ là chất liệu cốt tông. Với cái chất liệu này thì lên form dáng chuẩn chỉnh và cái thứ hai là thấm hút mồ hôi cũng rất là tốt để cho quý chị chúng ta sử dụng trong mùa hè năm nay. Một con áo rất là trẻ trung năng động. Mã của mình sẽ là A771 này, độ mới cũng còn rất là cao. Và sản phẩm tiếp theo sẽ là một chiếc áo với tông màu ghi. Đây cũng là một cái thiết kế suông trơn đơn giản thôi. Em này thì cái phần cổ áo của mình sẽ là thiết kế cổ có khóa kéo này, rất là thuận tiện để cho các bác chúng ta sử dụng. Mã của sản phẩm là A772, chiều dài là 70, ngang là 52 và vai là 45, size L cho các bác chúng ta có cân nặng từ 65-70kg, mình có thể sử dụng em này. Thiết kế form dáng suông và cái chất liệu của mình sẽ là cái chất liệu thể thao này, cực kỳ mềm mịn luôn và các bác không bao giờ lo là cái áo của mình nó bị nhăn, bị bai, bị xù. Mã của mình sẽ là A772. Bác nào yêu thích tông màu ghi cũng như là vừa vặn với sản phẩm này có thể là liên hệ chốt đơn với nhà Sainosi. Và sản phẩm tiếp theo mà nhà Sainosi giới thiệu đến quý chị sẽ là một thiết kế áo đến từ thương hiệu Earth and Ground. Em này sẽ có cho mình là cái tông màu nâu nhạt. Mã của sản phẩm là A773, chiều dài là 68, ngang là
55 và vai sẽ là 50. Với sản phẩm này thì sẽ có size M cho các bác chúng ta xung quanh 65kg. Mình có thể lựa chọn em này, form dáng suông rất là rộng rãi thoải mái luôn. Còn cái chất liệu của mình cũng là cái chất liệu thấm hút mồ hôi rất là tốt, nên là các bác yên tâm sử dụng em này. Mình mặc trong mùa hè năm nay, mình mặc hàng ngày ở nhà cũng như là mình mặc đi chơi đi làm. Mã của sản phẩm sẽ là A773. Mọi thông số nha sành nữ chi sẽ ghi ở phía bên tay trái của mình để cho quý chị chúng ta tiện theo dõi. Và tiếp theo chúng ta cùng đến với một sản phẩm với tông màu ghi. Em này sẽ là một thiết kế của nhà Dunlop, một sản phẩm với độ mới còn rất là cao. Mã của em này sẽ là A774, chiều dài là 66, ngang là 51 và vai là 48. Size M cho quý chị chúng ta từ 60 đến 65kg. Mình có thể sử dụng em này, cũng là một cái thiết kế suông trơn đơn giản, không có quá nhiều các cái họa tiết ở bên trên. Em này sẽ có cho mình một cái túi vuông nhỏ này, và bên trên túi sẽ là một cái phần thêu logo và tên của thương hiệu Dunlop. Mã của sản phẩm là A774. Bác nào yêu thích sản phẩm này có thể là liên hệ chốt đơn với nhà sành Lucy, một con áo với độ mới còn rất là cao. Và chúng ta cùng đến với một sản phẩm tiếp theo. Bác nào yêu thích màu xanh rêu thì có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Đây cũng là một cái thiết kế rất là basic đơn giản để cho quý chị chúng ta sử dụng, mình mặc hàng ngày. Mã A775, chiều dài là 69 này, và sau sẽ là 71, ngang là 53 và vai sẽ là 45. Với sản phẩm này thì quý chị chúng ta xung quanh khoảng 65 đến 70kg. Các bác có thể lựa chọn cho mình. Bên trên ngực áo chúng ta có thiết kế một cái túi vuông nhỏ, và chất liệu cái này sẽ là cái chất liệu thể thao rất là mềm mịn, mặc mùa hè cực kỳ mát luôn, nên là quý chị chúng ta yên tâm sử dụng em này. Không những mình mặc hàng ngày ở nhà, mình có thể là mặc đi tập luyện thể dục thể thao. Mã A775. Sản phẩm tiếp theo mà nhà sành Lucy giới thiệu đến quý chị sẽ là một thiết kế của nhà Galaxy với một sản phẩm áo polo tông màu ghi. Mã A776, chiều dài là 63, ngang là 49, size S cho quý chị chúng ta từ 55 đến 60kg. Các bác có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Đây cũng là một cái thiết kế với độ mới còn rất là cao. Bác nào vừa vặn với sản phẩm này có thể là liên hệ chốt đơn với nhà sành Lucy. Cũng là một cái sản phẩm rất là cơ bản basic thôi, chất liệu thể thao mềm mịn để cho quý chị chúng ta sử dụng trong mùa hè năm nay. Mã A776. Và chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo, cũng là một con áo polo với tông màu ghi. Đây là một sản phẩm của nhà Dunlop này. Bên trên này tem mác chính hãng uy tín của nhà Dunlop luôn. Mã A777, chiều dài là 64, ngang là 50 và vai là 45, size M cho quý chị chúng ta từ 60 đến 65kg. Các bác có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Thiết kế form dáng suông, rộng rãi, thoải mái, dễ mặc, dễ dùng. Bên trên ngực áo thì sẽ là một cái túi vuông nhỏ và có thêu tên và logo của nhà Dunlop ở bên trên luôn. Chất liệu mềm mịn này, thấm hút mồ hôi rất là tốt, và cái chất vải rất là mát luôn, nên là các bác yên tâm sử dụng trong mùa hè năm nay. Một chiếc áo cũng rất là nhã nhặn lịch sự để các bác có thể lựa chọn mình mặc đi chơi đi làm. Mã của sản phẩm là A777. Và sản phẩm tiếp theo chúng ta cùng đến với một thiết kế áo cũng với tông màu ghi. Em này sẽ là một sản phẩm của nhà Fly Out, một con áo thiết kế suông trơn đơn giản. Mã A778, chiều dài là 65, ngang là 55 và vai là 47. Size M cho các bác chúng ta có cân nặng từ 60 đến 65kg. Mình có thể lựa chọn cái sản phẩm này, một cái thiết kế và với cái chất vải rất là mềm mịn luôn. Mặc em này lên thoải mái dễ chịu. Cái thứ hai là độ thấm hút mồ hôi cũng rất là tốt. Chất vải này thì quý anh chị chúng ta yên tâm giặt thoải mái, không lo bị bay, bị nhăn, bị xù. Mã của sản phẩm là A778 này, độ mới cũng còn rất là cao, nên là bác nào yêu thích cái tông màu ghi cũng như là vừa vặn với sản phẩm này có thể là liên hệ chốt đơn với nhà sành Lucy, một sản phẩm chính hãng của nhà Fly Out. Và sản phẩm tiếp theo sẽ dành cho bác nào yêu thích cái họa tiết dàn di này, các bác có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Cái tông màu của mình nó sẽ là cái tông tối màu thôi, nên là bác cũng yên tâm chúng ta sử dụng phối đồ rất là dễ. Em này là sẽ là một sản phẩm của nhà Hummel, mã của mình sẽ là A779, chiều dài là 67, ngang là 51 và vai là 46. Em này cũng có size M luôn, nên là bác nào chúng ta từ 60 đến 65 kg, các bác có thể tự tin chúng ta đặt hàng em này. Form dáng suông, dễ mặc, dễ dùng. Bên trên cửa áo chúng ta có một cái phần túi vuông nhỏ này. Mã của sản phẩm là A779, độ mới cũng còn rất là cao. Và chúng ta cùng đến với một sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay. Đây sẽ là một thiết kế áo với có các cái họa tiết ở bên trên sản phẩm này. Nó sẽ là những cái họa tiết trông nó hơi cổ điển một chút. Mã của mình là A780, chiều dài là 67, ngang là 49 và vai là 48. Sản phẩm có size M cho các bác chúng ta xung quanh 65kg. Mình có thể lựa chọn cái sản phẩm này. Chất liệu rất là mềm mịn và độ thấm hút mồ hôi rất là tốt. Ngực áo cũng có cho mình một cái túi vuông nhỏ. Lại cần một chút cho quý chị chúng ta coi cận chất cũng như là cận các cái chi tiết của sản phẩm. Mã của em này sẽ là A780 này. Form dáng suông, rất là dễ mặc, dễ dùng. Và chúng ta cùng đến với một sản phẩm tiếp theo. Đây sẽ là một sản phẩm áo với tông màu đỏ. Em này sẽ là thiết kế suông trơn đơn giản. Nhìn chung thì cũng không có quá nhiều cái họa tiết gì ở bên trên sản phẩm. Và mã của em này thì sẽ là mã A781,
Chiều dài là 61 này, và sau là 63, ngang là 47 và vai là 40. Với sản phẩm này các bác chúng ta xung quanh 60 kg, các bác có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này với cái thiết kế suông trơn và cái tông màu của mình sẽ là tông màu đỏ. Đây cũng là một sản phẩm mà các bác chúng ta sử dụng trong mùa hè năm nay rất là nổi bật luôn. Chất liệu cốt tông thấm hút mồ hôi rất là tốt và nó cũng rất là dày dặn để quý chị chúng ta mặc lên nó lên cái form dáng chuẩn chỉnh cho mình. Mã của sản phẩm là A781. Và chúng ta cùng đến với sản phẩm cuối cùng trong buổi live ngày hôm nay. Đây sẽ là một chiếc áo với tông màu xanh tham. Đây là một trong những cái tông màu được quý chị chúng ta sử dụng cũng rất là nhiều. Một sản phẩm chính hãng của nhà Uniqlo, mã A782. Chiều dài là 66, ngang là 52 và vai là 44,5. Em này có size M cho quý chị chúng ta từ 60 đến 65 kg. Mình có thể lựa chọn cái sản phẩm này. Ngực áo mình có một túi vuông nhỏ này. Và form dáng của em này cũng là thiết kế form dáng suông, rộng rãi thoải mái để quý chị chúng ta có thể sử dụng trong mùa hè năm nay. Chất liệu vải mềm mịn và cũng rất là mát để quý chị chúng ta có thể lựa chọn. Độ thấm hút mồ hôi cũng rất là tốt luôn. Và với cái tông màu xanh than thì quý chị chúng ta yên tâm là phối đồ cực kỳ dễ dàng cho mình. Mã A782. Và đây sẽ là cái sản phẩm cuối cùng kết thúc buổi live ngày hôm nay. Rất vâng, cảm ơn quý chị chúng ta đã theo dõi phiên live ngày hôm nay và hy vọng là quý chị có thể lựa chọn cho mình những cái sản phẩm mà quý chị chúng ta thật sự ưng ý. Nhân Xanh Đồ Xi xin được kính chúc quý chị chúng ta luôn dồi dào sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống. Đừng quên ủng hộ Nhà Xanh Đồ Xi bằng cách nhấn nút đăng ký kênh cũng như là nhấn thêm nút chuông thông báo để khi Nhà Xanh Đồ Xi ra clip mới có thể chủ động gửi đến cho toàn thể quý chị. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý chị ở những phiên live tiếp theo.